tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bằng hát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng hát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Một chuyện tình yêu anh họa sĩ gửi trong tranh vẽ những nỗi buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Trời ơi, khoai tây của mình ngon dành giòn rụm như vậy nè, vậy mà không anh không có hiểu tấm lòng của mình gì hết á. Mỗi cái khoai tây mình đều bỏ một chút hương vị tình yêu trong đó, vậy mà nở lòng nào chê hôi. Oh, my best friend, how are you? Trời, thôi đi, bà đặt my best friend, how are you? Ngày nào cũng gặp nhau làm như hay là cả chục năm trời mới gặp vậy. How are you, biết tiếng Anh tôi cỡ nào rồi? Tôi khỏe mà, khỏe như trâu luôn. Ok, nhìn bạn là tôi biết khỏe như trâu rồi đó. Ừ, nói trâu nữa tôi hút bà liền đó. Tan gái mà nói tan trâu. Giỡn vui. Không vui nha, giỡn một lần hai lần thì vui, giỡn nhiều quá mất vui nha. Ủa, rồi mắc gì hôm nay yêu đời dữ vậy? Hả, yêu đời nào? Idol. Hồi nãy nè. Không thấy tôi rầu rĩ muốn chết hả? Tôi đang đứt từng đoạn ruột, đang khóc. Đang khóc hả? Ừ. Rồi cái gì mà tâm lý ngược như vậy? Sao? Sao tâm lý ngược? Thì giống như là ở ngoài á là mình vui đúng không? Nhưng mà bên trong á là mình buồn. Là đúng nó rồi. Tâm lý ngược đó, ở bên cái kịch của tôi người ta gọi là tâm lý ngược á. À. Thì ra là vậy. Thôi trời trời trời. Mà sao? Có chuyện gì kể tôi nghe coi. Buồn lắm. Trời trời. Cái gì? Tôi buồn. Biết buồn rồi nhưng mà phải buồn cái gì thì nói ra tôi mới giúp cho bà được chứ. À, tôi biết rồi. Bà chia tay Thái Ngân rồi đúng không? Ý bà là tôi buồn chuyện Thái Ngân hả? Đúng rồi. Ai đồ? Chứ bà không buồn hả? Bình thường, không buồn. Ủa, không. Chứ bà nói bà buồn cái trời gì? Trời ơi, không có cập nhật tin tức gì hết trơn á. Bạn bè kỳ cục quá đi á. Tôi buồn ở đây á, tại vì là tôi có tình yêu nên tôi buồn. Có tình yêu hả? Ừ. Trời, vậy là ngày xưa bà đẻ ngược đúng không? Nó. Bà nói chuyện với tôi một hồi thì tôi không hiểu bà luôn á. Lúc người ta buồn thì bà lại vui, ở trong vui ngoài buồn mà kiểu lẫn lộn luôn á. Tôi buồn á là tại vì người tôi yêu á có gia đình. Có gia đình? Ừ. Có gia đình thì có gì đâu, bình thường mà. Nè, tôi ví dụ cho bà nha. Ví dụ người ta có gia đình, người ta ly dị vợ rồi thì mình vẫn đến với người ta được. Hoặc là người ta có gia đình, người ta có con thì mình cứ nuôi con ta luôn. Tại vì á, mình thương người ta là mình thương luôn gia đình của người ta. Thiệt nha. Lúc mà bà chấp nhận cái chuyện đó hả, tôi hứa với bà luôn, cái người bà thích á còn hả cảm thấy bà cao thượng, còn thương bà nhiều hơn nữa. Thiệt hả? Thiệt chứ, trời, mấy cái này tôi trải qua tôi hiểu lắm. Vậy là mình quen được hả? Mình quen mình phải tấn công luôn. Thiệt không? Thiệt. Nhưng mà không, không được. Không tự tin. Thiệt. Tự tin. Ủa, nhưng làm gì vậy? Nãy hả? Ừ. Tôi làm cho người ta ăn á, nhưng mà sợ người ta chê. Trời, tôi thấy thương tấm lòng quá. Để xuống đi. Hả? Sợ người ta chê đúng không? Ừ. Tôi nhìn ở ngoài nha, khách quan á, tôi thấy hấp dẫn rồi đó. Ok. Nhưng mà bà cho tôi thử cái đi. Thật ra tôi không có phải ham ăn ham muốn gì đâu, nhưng mà tôi muốn thử là để coi là nó có thật sự ngon không, để tôi góp ý cho bà nó tốt hơn. Đúng rồi. Được, bà được, thử đúng. Đi. Bà thử mấy miếng đi. Để coi thôi, có để hợp tôi... khẩu vị người Việt không, tôi tự làm á. Được rồi, để tôi lấy miếng nhỏ thôi nha. Ừ? Miếng nhỏ nhỏ thôi để còn cho người yêu bà nữa. Miếng đó không có nhỏ. Nhỏ nhất rồi. Sao? Được không?
miếng này nhỏ quá, ăn không chưa cảm nhận được. Ồ, thế thế cũng phải ăn double hai miếng như nè. À, nó mới đậm cái vị. Ờ, à, cái ơi. Sao sao sao? Ngon không? Cái gì vậy? Cái đó? Nó mới nhét vô dừa cái kẻ răng là chưa chưa cảm nhận gì luôn á. Không biết cái họng nó làm sao á. Thử không thử đâu, kỳ quá. Không sao, bà phải giúp tôi hiểu không? Phải hợp khẩu vị thì tôi mới tự tin tôi đưa cho ảnh được. Cái này là bà kêu nha, dạ. Chứ tôi không muốn đâu á. Bà hồi nãy phải đúp lên vậy nè, không? Ăn lần vậy nè, mình mới cảm nhận được 3-4 miếng lần nghe không? Được chưa? Are you okay? Ngon rồi. Vậy tôi mừng quá. Bởi vì tôi nói là bà, trời, bà sao vậy? Mình vừa xinh đẹp nè, mình vừa mà có khả năng nấu nướng ngon vậy, mình phải tấn công đúng không? Cuộc sống mình á, yêu là phải nói. Nếu mà không nói á, mình sẽ hối hận lắm. Mà khi mà trong tình yêu á, mình đã hết rồi, mình phải tấn công, mình giành giật cho bằng được. Tấn công? Đúng. Bà nói chuyện á làm tôi sáng ra luôn á. Sáng không? Tôi đã tìm được con đường của mình rồi. Tôi sẽ giành giật tình yêu của tôi. Giành giật đúng không? Tôi là cái gì của bà? Tôi là best friend của bà. Yeah. Tôi sẽ giúp cho bà giành giật. Bà nghĩ tôi đi, cái tướng tôi như vậy mà giành giật lại không? Cỡ nào cũng chết với tôi đúng không? Nhưng mà tôi sẽ giúp cho bà. Trước tiên bây giờ bà phải kể cho tôi nghe người đó như thế nào. Ok, tôi sẽ kể. Nhưng mà trong thời gian tôi kể, bà cứ ăn đi, ăn tự nhiên. Được rồi. Không, không sao, tôi mời. Ăn hết đi, ăn hết đi. Kể đi, tính tôi sao không phải gì đâu. Vậy nè. Bởi vậy, tôi mới quyết định làm cho anh ấy tô khoai tây đầy yêu thương. À, còn có một miếng. Thật ra tụi ăn có ý đồ hết. Bà đưa đây, bỏ cái miếng đó vào. Bỏ cái miếng đó vào. Đưa đây. Tôi đang làm cho bà thấy được cái hiện thực của cái câu chuyện của bà. Đây. Những cái miếng bánh này nó giống như là những cái cơn giông tố vậy đó. Những cái phong ba bão táp tôi vùi dập vào cái tô này. Cái tô này là ai? Là bà. Bà thấy hay không? Đây, giông tố chỉ còn một miếng. Nếu như đã còn một miếng thì không lẽ mình giữ lại một chút giông tố làm cái gì đúng không? Mình giữ một chút nhưng từ từ nó sẽ hình thành ra rất là nhiều. Cho nên dù chỉ còn là một miếng giông tố, bà cũng phải ăn, bà cũng phải dẹp sạch nó và không còn một miếng giông tố nào nữa. Như vậy á, tình yêu của bà nó mới thăng hoa, nó mới phát triển và nó mới hạnh phúc, bà hiểu không? Nhưng mà tình yêu của tôi nằm trong cái tô khoai tây này hết trơn rồi. Không, tại vì nó ngon quá. Tôi có ý kiến này, bà hãy về làm lại một tô khác. Bảo Bảo ơi. Cô, mẹ tính Bảo Bảo làm gì vậy? Em tính dẫn Bảo Bảo đi chơi á. Anh có thay Bảo Bảo đâu không? Bảo Bảo nhà tôi á. Hôm nay nó đi học rồi. Mà tôi thấy cô có vẻ quan tâm Bảo Bảo nhỉ? Tại vì em thích con nít lắm á. Em ngồi đây nha. Tôi nghĩ là cô hợp làm bảo mẫu đấy. Ê, bậy. Em vậy chứ em phải coi mặt phụ huynh nữa. Phụ huynh phải dễ thương thì mới thương được. Là sao ta? À, ý cô là phụ huynh phải đưa phong bì lì xì cho cô thì cô mới thương con nhà người ta ấy hả? Anh nói vậy anh mang tiếng em chết á. Ý em nói là phụ huynh phải dễ thương thì mới nuôi dạy con cái của họ được. Nhất là người cha trong gia đình á. Người cha phải dễ thương nè thì con của mình mới noi theo được á. À, ra là vậy ha. À, cho anh nhìn em dữ vậy. À, tại vì em là Việt Kiều á, cho nên là nhiều khi em nói chuyện không có rành, cho nên là anh thông cảm nha. Tôi thấy cô nói chuyện tiếng Việt cũng tốt đấy chứ. Thì anh đúng rồi đó. Thì em cũng giỏi tiếng Việt nữa, em giỏi mà. Tôi thấy cô Jessica vừa xinh lại còn giỏi đấy chứ. Ôi,
đúng là người biết thưởng thức cái đẹp đó nha. À, hay hôm nay cho em mời anh ly nước nha. Thôi khỏi đi, hôm trước cô đã mời tôi rồi, hôm nay để tôi mời xong nhá. Trời ơi con ơi, người ta đã có lòng người ta mời mình vậy thì mình cứ uống đi. Con uống là tăng doanh thu của quán chứ có mất mát gì đâu. Cô Dân nói đúng á. Cho em mời anh ly nước đi nha, đừng có ngại ha. Cô Dân hả? Cô Dân cho ảnh một ly nước mà ảnh thích uống nhất á, rồi con ly y chang vậy luôn. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, nó thích uống cà phê đắng không có đường đó, cô uống được không? Đúng không? Con thích uống cà phê đắng mà. Trời ơi, dữ vậy ta. Dạ, cô Dân không nhớ hả? Con thích uống nhất là phải càng đắng luôn càng thích nữa. Dạ. Dạ. Vậy vô làm ha. Dạ. Cà phê đắng không đường nha, dạ. Nhớ nha, không được đổi ý định nha. Dạ, chắc chắn. Rồi, tôi vô làm thì giờ. Cô làm tôi ngại quá. Đừng có ngại mà. Ê, trời ơi. Anh Hùng ơi. Choáng quá, choáng quá. Ai ai ai. Cô làm sao đấy? Em bị choáng cái đầu, em choáng quá, anh giật tay đau hết nè. Choáng quá giờ sao giờ? Mẹ ơi. Hả? Cô Jessica bị choáng. Nè mẹ đừng pha cà phê cho cô ấy mà pha nước đường cho cô nha. Rồi được rồi. Tôi xin lỗi cô nha. Anh chu đáo quá. Trời ơi, bị chóng mặt rồi đó hả? Dạ. Bởi vậy tao nói chóng mặt quá. Nó nghe nè, Diệu Kiều á thì tao nói chuyện ít thôi, nói nhiều quá là đâm ra là nó bị lẫn lộn cái từ ngữ đó, nhức đầu là phải. Dạ. Rồi bị rối loạn tiền đình phải không? Dạ. Nè, uống miếng thuốc đường đi cho nó khỏe. Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn anh Hùng. Cái gì? Ê đây. Tính phun á, đừng phun. Phun là dơ nhà cũng hết. Nuốt 2-3 triệu khó nuốt. Rồi. Sao vậy? Cô ơi, sao mặn lè vậy? Chết rồi, trời ơi, cái hũ muối cô để kế bên cái hũ đường. Cô lộn rồi. Không sao, muối diệt khuẩn ha. Diệt khuẩn thứ nhất đó cũng tăng đường huyết nữa. Uống thêm miếng nữa đi cho nó đỡ. Con một ngụm con tỉnh luôn. Con hết mệt rồi, hết nhức đầu rồi. Dạ, cảm ơn cô. Anh Hùng, em nói nghe nè. Sẵn á, em thấy anh tốt bụng như vậy á, anh giúp em thì giúp được chót luôn được không? Anh sửa ống nước giùm nhà em được không? Sửa ống nước á? Dạ. Tôi làm gì biết sửa ống nước đâu. Trời ơi, sửa ống nước dễ lắm, em nói thiệt dễ lắm, lên nhà em. Nó nghe đây nè, dễ sao? Dạ. Cô không sửa, tự nhiên kêu con rể tôi sửa vậy? Cô ơi, con là con gái mà chân yếu tay mềm, con thấy đồ nặng là con nhức đầu liền luôn á. Đúng không? Hồi nãy cô không biết hả, con đứa này con muốn xỉu luôn. Không có nhờ anh Hùng á là chết đó. Thì con lên sửa cũng được thôi, nhưng mà làm gì có đồ bảo hộ, với cả khó lắm, tôi không biết sửa đâu. Trời ơi, nhà em đầy đủ đồ nghề hết nha. Đi giúp em đi mà. Anh Hùng ơi, thì có nước tràn lan hết khắp nhà em rồi. Bây giờ chắc là nó thành bình địa luôn. Anh đi lẹ lẹ lên anh. Xuống nước giùm nhà em nha. Cô Dân, cho con mượn anh tí xíu nha. Đi lẹ đi mà. Chết rồi. Tôi chưa thấy ai trân tráo như con nhỏ này. Hay, nó chia tay với thằng Thái Ngân xong ha. Bây giờ nó ổng a ổng nghẹo, nó đưa đẩy với thằng con rể mình nữa. Được rồi, kêu con rể tôi đi sửa ống nước gì, tôi sẽ sửa lại cái nết cho cô.